Rồi, Plaza xin chào cô các bác ạ. Đây là đông trùng tươi nhé các cô các bác nhé. Đó, đông một cái hũ đông trùng tươi của Việt Nam mình nuôi trồng lên này. Hũ này nó rất là các cái cây mọc rất là đều và rất là dày ạ. Công dụng của đông trùng thì các cô các bác biết rồi đúng không ạ? Có rất là nhiều công dụng rất là tuyệt vời. Đó, thì ngoài các cái bệnh về đường huyết này, rồi điều hòa huyết áp này, rồi là ngăn chặn các cái tế bào lạ, và đặc biệt đó là rất là tốt cho sinh lý đó. Và có một điều rất là đặc biệt nữa, đó là khi mà các cô các bác uống đông trùng ạ, buổi tối mình ngủ rất là ngon đó. Cái đông trùng tươi này mình có rất là nhiều cách để chế biến. Mình có thể cho vào ngâm với mật ong ạ, đó mình cắt ra mình ngâm với mật ong, hoặc là mình có thể hãm trà, có thể là nấu với lại nấu cháo này, hoặc là nấu mì tôm, ăn như kiểu ăn rau bình thường nữa ạ. Đó. Hoặc là các bác có thể, nếu các bác làm một uống rượu ấy, thì các bác có thể ngâm một chút với lại rượu, và mỗi ngày mình chỉ nhâm nhi đúng không? Lửa cái chén thôi là mình có thể ngủ rất là ngon. Đấy là công dụng rất là tuyệt vời của đông trùng hạ thảo nhá. Đó, rồi bà ta bên cháu là ở tại địa chỉ 264 Nguyễn Gia Thiều, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Đây là một cái hũ đông trùng tươi do Việt Nam mình nuôi trồng được nhá. Đó, đây là cháu đang quay cận cảnh cho các cô bác thấy nè. Cái cây đông trùng nó rất là dày này. Đó, mọc rất là đều nhá. Đó, các cô bác có thể qua tại cửa hàng của bên cháu để mua hàng, hoặc là bên cháu có thể ship tận nơi cho cô các bác nhá. Đó, đông trùng hạ thảo tươi của Việt Nam mình có thể nuôi trồng được ạ. Đó, hàng đang sẵn ở tại cửa hàng, các cô các bác có thể qua địa chỉ bên cháu để xem trực tiếp, hoặc là bên cháu có thể giao tận nơi ạ. Royal Plaza 264 Nguyễn Gia Thiều ạ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh ạ. Cảm ơn các cô các bác rất là nhiều.